Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tối ngày 8 tháng 7 của chúng tôi. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8 tháng 7 và 9 tháng 7, Đồng bằng, Trung Du Bắc Bộ và khu vực phía Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Dự báo thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ sẽ duy trì đến hết ngày 13 tháng 7. Từ khoảng ngày 14 tháng 7, nắng nóng có khả năng dịu dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm thấp nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu dùng điện tăng cao hoặc nguy cơ xảy ra cháy rừng. Trong tháng 7 năm 2024, tại khu vực trung bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, còn tại khu vực bắc bộ nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại trong khoảng thời kỳ 20 ngày cuối tháng 7 năm 2024. Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, nhiệt độ dự báo trong bản tin và cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, nhựa kính. Những ngày nắng nóng, để bảo vệ sức khỏe, người dân cần hạn chế tham gia giao thông, làm việc trực tiếp dưới ánh nắng, nhất là từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày, di chuyển vào phòng có điều hòa để phòng sốc nhiệt đột quỵ. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong đêm nay và sáng mai ngày 9 tháng 7. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, sáng và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Hà Giang, Tuyên Quang, sáng và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều đối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.